Thưa quý vị, kinh tế đêm được xem là một thế mạnh của Khánh Hòa khi hàng năm địa phương này đều đón lượng khách du lịch kỷ lục. Du khách khi đến với Nha Trang Khánh Hòa đều dành thời gian đến thăm thú khu chợ đêm cũng như nhiều địa điểm vui chơi ban đêm. Mới đây tại khu di tích Tháp Bà Bonaga, ngành văn hóa tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức ra mắt giới thiệu chương trình tham quan đặc biệt mang tên Trăng soi dáng tháp. Chương trình mở ra triển vọng đối với việc phục vụ khách tham quan di tích vào ban đêm để vừa phát huy lợi thế di sản cũng như góp phần thực hiện đề án phát triển kinh tế đêm của Khánh Hòa. Sau thời gian chuẩn bị, tối ngày 27 tháng 12 năm 2023 vừa qua, tức ngày 15 tháng 11 âm lịch, chương trình thực cảnh tham quan đặc biệt với chủ đề Trăng soi dáng tháp tại khu di tích cấp quốc gia Tháp Bà Bonaga đã được triển khai. Chương trình diễn ra khoảng 60 phút dưới hình thức nghệ thuật sân khấu bán thực cảnh đặc sắc. Du khách được tham gia hoạt động dâng hương, dâng hoa, lễ mẫu, nghe thuyết minh giới thiệu về giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật độc đáo của quần thể di tích Tháp Bà Bonaga và thưởng thức các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Chăm. Trăng soi dáng tháp đã tạo được nhiều ấn tượng đối với người dân, du khách. Tôi thấy chương trình rất là thú vị, được tổ chức rất là quy mô mà trong không gian buổi tối như thế này, tôi cũng bị cuốn hút và hòa theo vào những giai điệu âm nhạc truyền thống của nước bạn. Hoạt động về tìm hiểu văn hóa về đêm nó cũng là một trong những cái điểm nhấn mà sẽ rất là thu hút du khách. Và đối với những du khách khi đến với Nha Trang, nhắc đến với tín ngưỡng thờ mẹ, thờ bà thì đến với Tháp Bà Bonaga cũng rất là quan tâm và đặc biệt là ban đêm như chương trình hôm nay. Tháp Bà Bonaga từ lâu được xem là một trong những điểm đến về di tích văn hóa không thể thiếu của du khách trong và ngoài nước khi đến Nha Trang, Khánh Hòa. Việc ra mắt chương trình Trăng soi dáng tháp đã góp phần tạo điểm đến cũng như một sản phẩm du lịch văn hóa về đêm cho người dân và du khách. Chúng tôi sẽ cho đăng ký các cái tour du lịch của các cái đơn vị lữ hành. Cũng như đây là một cái việc tổ chức ban đêm để mà quảng bá hình ảnh, phục vụ nhân dân, phục vụ khách du lịch. Thì chúng tôi sẽ mở các hoạt động thường xuyên nhằm để thu hút khách du lịch đến với Tháp Bà Bonaga trong cái hàng đêm, trong tháng và hàng đêm. Nếu như có khách du lịch, chúng tôi mở liên tục và định kỳ cái rằm và mùng 1 thì chúng tôi sẽ tổ chức để giới thiệu phục vụ nhân dân cũng như khách du lịch. Đây cũng là một cái sản phẩm du lịch để phục vụ cho kinh tế đêm và cho các cái đoàn lữ hành trong cái thời gian sắp đến. Từ đó chúng ta có thể khôi phục lại các cái truyền thống văn hóa. Để chương trình Trăng soi dáng tháp thật sự trở thành sản phẩm văn hóa du lịch, ngành văn hóa Khánh Hòa sẽ tiếp tục nghiên cứu, tổ chức, xây dựng chương trình có quy mô hơn, có thêm nhiều hoạt động phong phú hơn. Bên cạnh đó, tên gọi, chủ đề của chương trình cũng phải có sự thay đổi để phù hợp với từng thời điểm thực hiện chương trình.